Xin chào các bạn. Wow, chú khủng long của chúng ta đang khạc lửa kìa. Kha 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 kha. Wow, anh ta đang đứng trước cổng công viên Jurassic. Wow, Jurassic World Park. Wow, cùng nhau khám phá xem nhé. Ồ, anh ta tóm được một anh bạn thằng lằn bay Betanodon rồi các bạn ơi. Wow. Anh ta tóm được một anh bạn thằng lằn bay Betanodon rồi các bạn ơi. Nhìn xem kìa. Wow. Chút Betanodon đang thăm bát với lại mấy anh bạn voi rừng. Wow. Rất là ngầu. Ồ, bên trong có gì nè. Wow, một anh bạn Mycasaurus có cái đầu gật gù kìa các bạn ơi. Wow. Anh ta lắc lư cái đầu. Wow, anh bạn này có rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn luôn nha. Wow, nhìn xem anh ta đang đuổi theo mấy bạn Velociraptor kìa. Wow, những anh bạn Velociraptor hung dữ. Tiếp theo là một anh bạn Linh Dương. Wow, Linh Dương có khả năng leo cây và chạy rất nhanh, có cặp sừng đặc trưng siêu dài. Wow, anh bạn này màu xám nha. Ai nữa đây? Một anh bạn ngựa vàng zebra. Wow, một anh bạn ngựa răng. Anh ta có cái thân hình sọc trắng đen giống như là vạch kẻ đường với các bạn. Wow, zebra. Wow, nhìn xem anh ta nè. Wow. Tiếp theo là một anh bạn dê được. Wow, một anh bạn có cặp sừng rất là đẹp luôn. Wow, nhìn anh ta kìa. Wow, anh ta chồm dậy định hút lấy cái đập đó các bạn và đá chân sâu luôn. Wow, ai đây? Amasarut. Wow, chủ khủng long cổ dài, thiệt là dài. Wow, anh ta có những cái vây ở trên cổ nữa kìa. Một anh bạn Indominus Rex. Wow, ông trùm đến từ kỷ Jura, kẻ săn mồi hủy diệt. Wow, Indominus Rex. Wow, nhìn xem anh ta kìa, với một cú tát duy nhất đã hạ gục Thesisarut. Wow, Thesisarut rất là hung dữ nhưng mà The Indominus Rex won. Wow, đây là ai đây? Spinosarut. Wow, chú thụng lòng có cái bay lưng. Nhìn xem anh ta kìa, anh ta mang một mình gấp hai anh bạn khủng long ăn cỏ luôn. Wow, nhìn xem. Tiếp theo là ai đây? Lại là một anh bạn Mycasaurus màu đỏ. Wow, anh đánh tươi cái đầu các bạn ơi. Wow, nhìn anh ta có giống cái logo không kìa. Cặp chân rất là cơ bắp nè các bạn. Wow, rất là nhiều chiếc răng sắc bén. Đôi mắt thì rất là tinh quá nha các bạn. Một anh bạn Stegosaurus kìa. Wow, một anh bạn khủng long lưng giống có những nhói cắm lên vậy. Và chiếc đuôi thì như chiếc chùy. Wow, vũ khí lợi hại của anh ta chính là chiếc đuôi đó các bạn ơi. Nhìn xem nè, anh ta quơ đuôi. Wow, những chú Stegin lóc đầu cứng của Mihago. Tiếp theo là một anh bạn khủng long ăn cỏ nè. Wow, nhìn xem anh ta rất là hiền lành và dễ thương nha. Một anh bạn khủng long ăn cỏ màu cam. Wow. Nhìn xem nào. Wow, một anh bạn Green Raptor. Một anh bạn Green Raptor kìa các bạn ơi. Wow, một anh bạn Velociraptor Green. Wow, anh bạn Velociraptor rất là hung dữ và thông minh nha các bạn. Xem anh ta đang combat với lại đùi ơi. Wow, ai nấy khủng long tê giác ba sừng Triceratops. Wow, Triceratops có sức hút rất là mạnh nha các bạn, hút ngã là một chú voi luôn các bạn. Nhìn xem anh ta kìa. Wow, ghê chưa, rất là lợi hại, quá mạnh mẽ. Wow, đây là ai đây? Một chú hú cao cổ giraffe. Wow, một anh bạn hú cao cổ đến từ châu Phi, quê hương xa xôi. Nhìn xem anh ta kìa. Wow, hú cao cổ đang gặp phải sự tấn công của T-Rex. Wow, chú T-Rex này quá hung dữ đi. Đây là ai? Đây là một chú cún, dog, một chú cún dữ nha. Cùng xem hình ảnh thực tế nè. Wow, anh bạn đen này rất là lém đỉnh nha. Nhìn anh ta kìa,
Tiếp theo là ai đây? Một anh bạn Si Ghim Lóc. Một anh bạn khủng long đầu cứng. Wow, cái đầu rất là cứng giống như là bọc thép vậy. Nhìn xem cái đầu của anh ta kìa. Wow, rất là gân guốc, cứng cáp. Wow, anh ta đang dùng cái đầu của mình để hút Ankylosaurus. Wow, ai nữa đây? Lại là một anh bạn dê nè các bạn ơi. Một anh bạn dê đực nữa. Một anh bạn dê có chòm râu và cặp sừng ngược về đằng sau, rất là đặc trưng. Wow, nhìn anh ta kìa. Ô, anh ta đi ngủ rồi các bạn ơi. Wow, tiếp theo là ai đây? Một anh bạn T-Rex. Wow, ông chùm săn mồi. Wow, chúa tể của rừng xanh đang gặp phải sự tấn công của T-Rex các bạn ơi. Nhìn xem kìa, những chú Tiger. Oh, tiếp theo là ai đây? Một anh bạn, một anh bạn khủng long vui vẻ. Wow, nhìn anh ta kìa, lúc nào cũng nghe cái răng nó cười hết. Wow, trái ngược với vẻ hung dữ của mấy anh bạn khủng long kia. Oh, lại là một anh bạn T-Rex nữa các bạn ơi. Wow, nhìn xem anh ta kìa, quá nhiều chiếc răng sắc bén. Wow, anh bạn T-Rex. Wow, một anh bạn T-Rex móng vuốt và rất khỏe mạnh. Ai đây? Captain America, đại úy Mỹ các bạn ơi. Captain America, wow wow wow, rất là cơ bắp và rất là hung dữ nha. Wow, ngầu quá đi. Tiếp theo, một chú voi elephant. Wow, một chú voi đến từ rừng xanh xa xăm. Wow, một chú elephant. Wow, nhìn xem, những chú voi đang gặp phải sự tấn công từ bầy thằn lằn bay Betanodon đi các bạn ơi. Nhưng mà không có vẻ gì là khiếp sợ đâu. Một anh bạn Stegosaurus. Wow, màu sắc rất là sặc sỡ nha. Wow, rất nổi bật giữa đám đông luôn. Nhìn xem anh ta kìa. Một bầy Stegosaurus đang gặp phải một bầy voi rừng. Rất là gây cấn nha. Tiếp theo, ai đây? Một anh bạn Raptor, Velociraptor Banana Green. Wow, một anh bạn màu vàng chuối và xanh nha. Rất là đẹp nha. Anh bạn này nhìn có giống cái logo không các bạn ơi? Wow, nhìn xem kìa. Wow, Raptor đang gặp phải T-Rex. Tiếp theo là ai đây? Chúa tể Sơn Lâm. Chúa tể Sơn Lâm là đây. Lion, một anh bạn sư tử đực có cái bòm rất đặc trưng. Tiếng gầm sấm sét. Wow, nhìn ta kìa. Rất là ngầu nhé các bạn. Tiếp theo là một anh bạn khủng long ăn cỏ đây. Anh bạn khủng long ăn cỏ. Wow wow wow, nhìn xem ta kìa. Ai đây? Một một chiến binh nữa. Black Captain America, đại úy Mỹ với bộ giáp màu đen rất là ngầu và chiếc khiên vô địch. Tìm được một anh bạn báo hoa rồi các bạn ơi. Một anh bạn báo hoa đến từ Phi Châu, Leopard. Rất là ngầu nha. Nhìn xem ai nữa kia. Lại là một anh bạn Velociraptor. Một dũng sĩ Velociraptor. Nhìn xem bên ta kìa, hàm răng rất là bén nha. Rất nhiều răng, móng vuốt kìa. Nhìn cặp giò rất khỏe mạnh và siêu tốc độ. Indominus Rex. Nhìn anh ta giống cái logo chưa các bạn ơi. Rất là gân guốc và gai góc. Anh ta quá nhiều răng đi. Dilophosaurus. Dilophosaurus màu cam nha các bạn. Khủng long hai mang, rất là tinh quái trong Jurassic World Domination. Anh ta rất là tinh quái nha các bạn, có khả năng phun nước bọt nữa. Tiếp theo là ai đây? Ankylosaurus. Một anh bạn Ankylosaurus có cái đuôi như cái chùy. Một cái đuôi cực kỳ lợi hại và gai lưng trên mình. Các bạn nhìn xem nè. Cái đuôi của anh ta kìa như cái chùy vậy. Tiếp theo là ai đây? Nhìn anh ta có vẻ là khá hậm hực đây. Một anh bạn khủng long tê nhát ba sừng, Triceratops. Triceratops khủng long tê giác ba sừng.
Spiderman, wow, nhìn xem anh ta kìa các bạn ơi. Spiderman cơ bắp, wow, với bộ giáp rất là đô con, wow, quá ngầu. Tiếp theo là ai đây? Một anh bạn tê giác. Oh, một anh bạn tê giác nha các bạn. Wow, anh bạn tê giác có hai cái sừng luôn, đến từ châu Phi. Oh, tiếp theo là ai đây? Oh, lại là một anh bạn khủng long vui vẻ. Wow, a happy dinosaur. Wow, nhìn anh ta kia, lúc nào cũng cười nhe cái răng, rất là vui nha. Wow, một bạn khủng long đến từ vùng biển sâu. Một anh bạn đến từ vùng biển sâu. Wow, khủng long cá nha các bạn. Wow, nhìn anh ta giống với con cá khổng lồ không? Wow, những chú khủng long này đang gặp phải kẻ địch là những chú cá sấu sát thủ, cá mập sát thủ. Wow, tiếp theo là ai đây? Spinosaurus. Wow, Spinosaurus kìa các bạn ơi. Spinosaurus rất là hung dữ nha, anh ta rất thích ăn cá. Ồ, lại là một anh bạn Triceratops màu tím hoa cà các bạn ơi. Nhìn xem anh ta kìa, wow, cặp sừng màu vàng và cái mỏm màu vàng rất là nổi bật luôn, thân hình màu tím. Wow, nhìn xem anh ta kìa, quá ngầu luôn. Ai nữa đây? Wow, lại là một anh bạn Spinosaurus màu xanh tím. Wow, quá nổi bật. Kích thước của anh ta rất là to nha mấy bạn, rất rất là to luôn. Oh, trên nóc công viên chúng ta đã tóm được một anh bạn Betanodon. Wow, chúa tể bầu trời. Wow, chúa tể bầu trời tấn công kẻ thù bằng cặp mỏm và đôi cánh của mình nha các bạn. Wow, lại là một anh bạn Betanodon nữa. Wow, nhìn xem anh ta kìa, vẻ ngoài rất là hung dữ. Wow, và sải cánh rất to nha. Wow, cảm ơn các bạn. Wow, chương trình đi săn đã kết thúc rồi. Kha 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 kha. Chiến lợi phẩm của anh ta kìa các bạn ơi, quá nhiều. Kha 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 kha. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.